Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người một lần nữa đã trở lại với kênh Kiton Tarot Channel. Và hiện tại thì Kit đang du lịch ở Nha Trang Vivo một lần nữa. Đây là cái video thứ hai mà Kit quay ở ngoài biển, cũng nói biển đâu mà biển, tại vì kiểu ngồi trong phòng vậy thôi chứ thật sự là biển phải ra ngoài kia. Nhưng mà tại vì do thời tiết cho nên là Kit không có thể ra ngoài trực tiếp ở ngoài biển để trải bài. Kit cũng mong muốn là một cái video healing này lắm, nhưng mà thôi thì tùy thời tiết mà mất công ước những cái bộ bài của Kit làm sao. Cho nên hôm nay là thế này, Kit rất là cảm ơn mọi người đã vượt qua, đã luôn ủng hộ cho kênh của Kit, và những cái donate của mọi người là Kit sẽ luôn luôn mãi nhớ mãi yêu nha. Và hy vọng mọi người sẽ luôn tiếp tục ủng hộ cho Kit và cho kênh vào thời gian tới. Bây giờ nè, hôm nay Kit có một cái thơ trải bài siêu ngắn thôi, buổi trải bài ngắn ơi là ngắn luôn, mang tên là điều gì sẽ tới với bạn trong đêm Giáng sinh. Thì nói chung cái trải bài này là Kit sẽ làm tranh thủ trước khi mà Kit đi tận dụng thời gian này để đi ra ngoài bãi biển nha mọi người. Và như thường lệ là bây giờ là Kit sẽ cho mọi người chọn qua ba tụ bài ha. Và trên tay Kit hiện tại là Kit có hình ảnh của ba cái lá bài ở trên bàn này, thì không biết là mọi người thông cảm là không biết mọi người có thấy có rõ hay không. Thì đây là ba cái lá bài mà Kit sẽ cho mọi người chọn tụ. Và thông qua từ từ đây nha, từ bên đây là tụ thứ nhất, tụ thứ hai và tụ thứ ba nha mọi người, đúng không ta? Không, ở đây chứ, tụ thứ nhất đây, tụ thứ nhất nha mọi người, sorry mọi người nha. Kit cho mọi người đọc lại tại vì Kit hay bị lộn phía, bị ngược hướng á. Đây là tụ thứ nhất nha, hình cái lá bài cánh bướm. Đây là tụ thứ hai, và đây là tụ thứ ba nha mọi người. Mọi người xem rõ không nè? Đây, Kit cho mọi người review lại ba lá bài nha, đại diện cho ba tụ, từ trái sang phải, tụ thứ nhất, tụ thứ hai và tụ thứ ba. Mọi người có thể nhắm mắt lại, nghĩ về cái câu chuyện vui vẻ của mình và những cái dịp Giáng sinh này, sau đó mở mắt ra và chọn một cái lá bài mà mọi người cảm thấy ưng ý nhất, cái tụ mà thu hút mọi người nhất, thì sẽ có những cái thông điệp cho các bạn nha. Rồi ok, bây giờ Kit xin bắt đầu vào trải bài nha mọi người. Xin chào tất cả các bạn ở tụ thứ nhất, nhưng mà đã chọn cái lá bài hình con bướm này nha. Và bướm là biểu tượng của sự thay đổi đó mọi người, cho nên hy vọng là sẽ có những cái thay đổi nào đó đột biến với các bạn vào ngày Giáng sinh này. Và bây giờ là Kit xin bắt đầu vào trải bài cho mọi người tụ thứ nhất nha. Bây giờ điều đầu tiên là Kit sẽ check năng lượng cho các bạn trước, để xem là cái năng lượng hiện tại của các bạn đang như thế nào nhé. Cái để đây đi, đây thì không thấy. Rồi ok, tụ thứ nhất, năng lượng hiện tại của các bạn đang như thế nào? Tám ly, bốn ly, kỳ sĩ sâu. King of Pentacles. Cái năng lượng hiện tại, cái cảm nhận được cho các bạn ở tụ thứ nhất ngay cái lúc này, có một cái sự buông bỏ ở đây nha mọi người. Cái sự cố gắng, Kiếp nghe được cái từ là cố gắng rồi. Cái, nói chung là đã cố gắng làm mọi thứ cho một cái tình huống này, nhưng có vẻ như là mọi thứ nó đã đạt tới một cái giới hạn là giọt nước tràn ly. Ở đây có cái lá 4 ly, chỉ thiếu một ly nữa thôi là các bạn sẽ vỡ bờ, cho nên bạn đã lựa chọn cách là buông bỏ. Có thể là về tình huống, là về một công việc, một vị trí công việc, hay tình huống là một cái câu chuyện tình cảm nào đó, hoặc là bất cứ cái tình huống nào khác của mọi người, tùy vào cái năng lượng của mọi người ở trong những cái trải bài này. Vì đây là trải bài chung, cho nên chúng ta cứ tùy và chắt lọc những cái tình huống mà mọi người có ngay cái lúc này nha. Và Kit thấy các bạn sẽ hướng về công việc nhiều. Cái năng lượng hiện tại của các bạn là các bạn sẽ tập trung chuyển từ chuyện tình cảm sang công việc nhiều hơn. Yeah, tại vì ở đây có cái lá là kỵ sĩ xu và cái lá là King of Pentacles, cho nên Kit chỉ cảm nhận rằng là các bạn đã có những cái dự án riêng,
hoặc là các bạn chỉ đang hướng vào chuyện công việc và đời sống cá nhân của mình nhiều hơn thôi. Còn chuyện tình cảm các bạn đã biết bỏ qua và bước đi và tìm hành trình mới cho mình rồi. Không đặt nặng cái vấn đề tình cảm quá nhiều. Thì với cái tình huống năng lượng này thì để xem thử rằng là liệu trong ngày lễ Giáng sinh, ngày Noel thì vũ trụ sẽ offer cho các bạn điều gì ha? Để xem thử rằng là liệu với cái tình huống hiện tại, cái năng lượng này thì trong ngày 24 tháng 12, tức là lễ Giáng sinh á, thì sẽ có cái điều gì mà vũ trụ muốn offer cho các bạn ở tuổi thứ nhất. Chứ sẽ sử dụng bộ Oracle trước. Prosperity, wow, there is positive shift in your flow of device support. Rất là thuận lợi về mặt tài chính vào cái ngày Giáng sinh trọng đại này. Cứ thấy vậy nha mọi người. Tại vì cái lá là Malachite, là đá long cong á. Cái này là loại đá long cong màu xanh có hy vọng. Cứ thấy là đã vậy nó lại là prosperity, tức là sự dồi dào. Sự dồi dào ở đây thứ nhất là cái cảm nhận về mặt tài chính, về công việc thôi. Nếu mà ở đây mọi người ai còn đang lo lắng về chuyện công việc tài chính thì cứ thấy là trong cái Giáng sinh này á, mọi người sẽ có được sự yên ổn về mặt tài chính. Và ngoài ra cái sự dồi dào ở đây nó không hẳn nghiêng quá nhiều về tài chính nữa. Sự dồi dào ở đây có thể là về mặt cảm xúc. Có thể là các bạn đã lựa chọn từ bỏ một điều nào đó và các bạn sẽ nghỉ ngơi một thời gian cho bản thân mình, chứ không có cái kiểu như đặt nặng bản thân mình phải bị cuốn quá nhiều vào trong những cái tình huống của cuộc sống mà đưa đẩy các bạn phải làm. Các bạn sẽ lựa chọn bản thân mình nhiều hơn, lựa chọn cho sự nghỉ ngơi, lựa chọn cho cái sự ổn định của chính mình. Prosperity cũng cho cái cảm nhận có thể một vài bạn sẽ hướng về mặt tâm linh tinh thần nhiều và các bạn sẽ nhận được nhiều tín hiệu từ vũ trụ. Các bạn có thể là sẽ nhận được những cái khoảnh khắc là aha moments. Aha moment tức là những cái khoảnh khắc là bất chợt các bạn nhận ra, các bạn thức tỉnh, các bạn giác ngộ một điều nào đó. Cho nên cái thấy cái lá prosperity này, điều đầu tiên các bạn nhận được ngoài cái việc là ổn định về mặt tài chính bản thân, ngoài ra cũng có một cái điều gọi là thức tỉnh và giác ngộ về một vài khoảnh khắc trọng đại và khiến cho các bạn là có một cái tầm nhìn rõ ràng hơn vào cái hành trình tiếp theo nha. Chứ sẽ xem tiếp bộ về sự thay đổi, bộ butterfly. Anovanera. Kết thúc một kỷ nguyên, cái lá của cái sự biến đổi này, cho nên cái cảm nhận về cái sự kết thúc một điều nào đó nó rất là diễn ra mạnh mẽ với các bạn ở tuổi thứ nhất. Và cho nên cái cảm nhận được rằng là trong cái Giáng sinh này, cái món quà, cái điều bất ngờ kỳ diệu mà vũ trụ á, mà offer được cho bạn, đó chính là bạn đã có sẽ kết thúc được một cái tình huống khiến cho các bạn bị lạc trôi hả? Cái không có nghĩa cái tình huống này gọi là các bạn lạc trôi đâu, cái sử dụng sai từ nha. Cái nghĩ cái tình huống này là các bạn đã biết trước được rồi, nhưng mà rất cần một nhiều nhiều cái khoảnh khắc để các bạn giác ngộ thức tỉnh để bước qua. Cho nên đó là lý do tại sao cái món quà mà vũ trụ mà có thể offer cho các bạn ở tuổi thứ nhất đó chính là một cái sự giác ngộ để bước qua được những cái tình huống mà các bạn đang gặp phải trong ngay lúc này. Nếu các bạn ở tuổi thứ nhất mà ai mà đang mong muốn nghe về những câu chuyện tình cảm, rất là mong chờ đời sống tình cảm như thế nào đó hoặc là tương tác nào đó, thì Kiếp thấy đây không phải là tụ bài dành cho bạn. Tụ bài này sẽ dành cho những người phát triển định hướng bản thân và cuộc sống của mình nhiều hơn. Kiếp sẽ bóc những con charm để thể hiện những cái điều mà vũ trụ sẽ nói với các bạn nha. Alien cho Kiếp cảm nhận được rằng tụ thứ nhất có thể là rất là nhiều các bạn là Star Seed. Tụ tiếp theo ba circle, các bạn sẽ hướng về thiên nhiên. Kích nghĩ rằng là cái món quà tiếp theo á, mà vũ trụ mà offer cho các bạn nó chính là một cái trải nghiệm về mặt sức khỏe á, mọi người. Khi thấy đây cái hình xe đạp này, có thể là mọi người sẽ chọn món quà. Nếu mà mọi người đang suy nghĩ đắn đo là không biết nên chọn món quà gì trong dịp Giáng sinh này cho bản thân mình, thì cái tháng nào là một chiếc xe đạp để mình đi dạo vòng quanh, đi dạo bờ hồ, đạp xe, để rèn luyện sức khỏe sẽ là một cái món quà tinh thần rất là tốt cho tuổi thứ nhất. Cái có lá là do các bạn còn rất trẻ, năng lượng tươi trẻ làm mới, cho nên cái lá mà
End of an Era này cũng đang cho kết một cái dữ liệu rằng là các bạn sẽ kết thúc một cái chương mà các bạn bị kiểm soát trong cái tình huống đó, và các bạn mong muốn mình được thực hiện hóa, được trẻ lại, được mang một cái tinh thần vui vẻ như là lúc mà mọi người vẫn thường là như vậy nha. Cho nên Kit thấy ở đây tổ thứ nhất Star Seed rất là nhiều, các bạn sẽ lấy lại được cái năng lượng, và ngoài ra có những khoảnh khắc gọi là aha moment nó sẽ xuất hiện trong cái thời điểm này, và các bạn sẽ giác ngộ một vài điểm nào đó nha mọi người. Các bạn có thể là thuộc quân Bảo Bình nhiều ở trong cái tổ thứ nhất. Like yes, các bạn sẽ sẵn sàng nói yes với sự thay đổi. Các bạn sẵn sàng bước đi và các bạn sẵn sàng say yes với sự thay đổi này. Có thể là chef, các bạn sẽ có chuyển qua một cái định hướng mới. Có thể là các bạn đang rất thích nấu ăn, cho nên cái vấn đề về sức khỏe là cái món quà mà vũ trụ sẽ offer cho các bạn rất là nhiều. Ngoài ra cái từ chef ở đây cho Kate cảm nhận được rằng là các bạn sẽ có một cái bữa tối, bữa tiệc nào đó rất là ngon, hoặc là các bạn sẽ là những cái người rất là thích nấu nướng để chiêu đãi cho bản thân mình và chiêu đãi gia đình mình. Và Kate thấy tổ thứ nhất này sẽ hướng về bản thân của các bạn vào ngày Giáng sinh này nhiều hơn. Chef cho Kit cảm nhận rằng là các bạn nếu mà muốn học một điều nào đó về nấu nướng á, có thể các bạn có thể lựa chọn cái định hướng đó cũng được ha. Ngoài ra nấu ăn sẽ rất là tốt cho các bạn ở tổ thứ nhất, vì các bạn có thể được sáng tạo, được thể hiện cái khẩu vị của mình. Tổ thứ nhất cũng là các bạn khẩu vị khá nó độc đáo hơn mọi người, cho nên các khẩu vị của các bạn không giống với mọi người á, cho nên cái cảm nhận các bạn ở tổ thứ nhất là rất là mạnh mẽ, của Bảo Bình nữa rất là quyết đoán ha. Long hair, có thể là một vài bạn ở đây là sẽ nói vui vui đùa đùa vui là có thể là mua một vài bộ tóc giả để làm để chụp một bộ hình nào đó rất là đẹp đẽ vào ngày Giáng sinh. Nhưng mà ngoài ra từ long hair đây, cái cũng cảm nhận rằng là các bạn sẽ cảm thấy là vui vẻ tự tin nhất khi các bạn trở về với mái tóc dài của mình. Love, tình yêu vẫn trọn vẹn ở đây. Cái chữ love này nó cũng là một cái món quà bất ngờ mà vũ trụ sẽ offer cho bạn, tình yêu hả? Ok, Kit đặt cái con charm này lên đây nha. Để một chút Kit sẽ trả cho các bạn cái điều bất ngờ đó là gì ha. Giày cao gót, nên sắm một đôi giày mới hoặc là đi đứng đâu đó. Kit thấy cái năng lượng về cái việc mà làm mới kết thúc để mình được vận động, di chuyển sẽ là cái mà Kit nghe được và thấy được rất là nhiều mà trong ngày Giáng sinh này các bạn sẽ làm. Vận động rất là nhiều, cloud, đám mây có thể là có một vài khía cạnh và một vài chuyện mà bạn sẽ suy nghĩ. Có thể cloud này Kit thấy nó cũng mang về cái tâm trạng là thư giãn, các bạn có thể là thích ngắm mây, nhìn về những cái đám mây xa xăm để kiểu cảm như là mình sẽ mong muốn được thực hiện những cái điều nào đó cho riêng bản thân mình. Ok, Kit xin tiếp tục. Với cái hành trình của các bạn, món quà mà vũ trụ sẽ offer cho các bạn vào dịp Giáng sinh này là gì ha? Nó trả bài ngắn mà rốt cuộc cũng dài mọi người. Sweetness, ngọt ngào nhẹ nhàng thôi. Cái thấy cái năng lượng tụ thứ nhất sẽ là năng lượng gọi là treat you better, tức là các bạn sẽ đối xử với mình rất là tử tế, rất là ngọt ngào trong ngày này. Cái thấy cái năng lượng về một mình, về cái năng lượng về dành thời gian cho bản thân mình nó khá lớn. Tụ này có thể là một vài bạn độc thân, hoặc nếu mà có tương tác rồi thì có thể là phải tương tác, nó phải ở xa các bạn, cho nên là khó tái hợp vào ngày Giáng sinh này, nhưng mà các bạn vẫn rất là vui vẻ đón nhận và cũng như là tận hưởng cái bản thân mình trong ngày này ha. Cuối cùng Kit có nói rằng là chúng ta sẽ xem về love, về tình yêu, để xem về cái khía cạnh tình yêu nào mà cái chữ love nó hiện diện ở trong cái con charm giấy này ha, để xem thử là điều gì cho các bạn mà vũ trụ offer vào ngày Giáng sinh nhé. Love, điều gì offer trong chuyện tình cảm cho các bạn ở tuổi thứ nhất vào ngày Giáng sinh không? Unrequited love. Cái thấy rằng là cái tình yêu này đó là tình yêu bản thân mình thôi, self love rất là nhiều. Unrequited love là Kit cũng cảm nhận được rằng là bạn đã chấp nhận có một cái dấu chấm cho một cái câu chuyện tình cảm mà trước đó các bạn thấy nó không có tương lai, nó không có ánh sáng. Thì cái việc khó nhất ở đây là các bạn rất là khó buông bỏ, nhưng món quà đó chính là cái món quà về sự buông bỏ cho chính bản thân bạn, cho một cái câu chuyện nó không còn phù hợp nữa, cũng là một món quà rất là to lớn mà vũ trụ đã dành cho các bạn rồi. Thì
Kit thấy rằng là đây là những cái thông điệp mà Kit nghe và cảm nhận được mà vũ trụ muốn offer cho các bạn vào dịp Giáng sinh. Thì trả bài ngắn mà, cho nên Kit sẽ nói được những gì mà Kit cảm nhận trong thời gian ngắn nhất nha. Ok, Kit cảm ơn mọi người đã theo dõi cái trả bài tụt thứ nhất. Nếu mọi người có yêu thương Kit, mọi người có thể donate cho Kit qua tài khoản ngân hàng. Kit sẽ để cái thông tin ở dưới cái link bình luận nha. Và hẹn mọi người vào cái trả bài tiếp theo. Bye bye mọi người. Xin chào mọi người ở tụ thứ hai, những bạn đã chọn cái lá bài màu hồng đỏ này nha mọi người. Ta da. Và bây giờ với cái chủ đề hôm nay là cái điều kỳ diệu, điều bất ngờ, nó cũng bất ngờ đó, nói chung là điều kỳ diệu nào hay là cái món quà nào đó mà vũ trụ sẽ gửi tới các bạn vào dịp lễ Giáng sinh này. Như là Kiết cùng với mọi người chúng ta sẽ xin bắt đầu vào trả bài để cùng tìm hiểu nhé. Và hiện tại Kiết đang ở một cái cảnh biển rất là xinh và chill, cho nên bây giờ Kiết sẽ xem cho mọi người. Trước tiên á là Kiết sẽ check trước cái năng lượng của các bạn tuần thứ hai để xem rằng là cái năng lượng của các bạn hiện tại đang nghe trả bài này đang như thế nào nhé. Sáu ly. Khi cảm nhận các bạn ở tuần thứ hai năng lượng rất là con nít, rất là trẻ trung, rất là kiểu như là yêu thương những cái gì nhỏ bé nè, thích những cái vật dụng nhỏ dễ thương mà xinh xinh á mọi người, cũng thích màu hồng nữa. Nhiều khi các bạn ở tuần thứ hai này năng lượng nữ đó, mà các bạn nữ đó, nghe trả bài này nhiều hơn ha. Nhiều khi các bạn nam cũng biết được, mà bạn nam cũng có thể là LGBT. Có lá The Devil. Queen of Wands. Năng lượng tụ thứ hai rất là cân bằng. Đây là một trong những năng lượng rất là tốt. Cái chỉ cái cảm nhận của các bạn ở tụ thứ hai là thế này nè. Queen of Wands sẽ cái cảm nhận như là các bạn là rất vui vẻ luôn. Queen of Wands lại là một cái năng lượng của một người nữ hoàng, một cái việc sẵn sàng làm mọi thứ mà để mà cô ấy muốn, cô ấy thích, và cô ấy không ngần ngại những cái lời xung quanh nói gì tới cô ấy. Cho nên là đôi khi các bạn tuổi thứ hai á, là tuổi tác không quan trọng với các bạn, cái quan trọng nên là cái niềm vui tận hưởng của các bạn có được trọn vẹn và vui vẻ hay không. Có thể nha, cái đối lập hình ảnh của tuổi thứ hai là như thế này nè, vẻ ngoài có thể là thích màu hồng, yêu sự lông bông dễ thương trẻ trung, nhưng bên trong các bạn thật sự là một người cực kỳ tinh vi gợi cảm. Không biết là Kit có sử dụng đúng cái từ tinh vi ở đây hay không. Tinh vi theo cái quan niệm của Kit á là một người rất là tỉ mỉ, là một người rất là để ý, là một người rất là chắc chiêu sát sao, cũng như là rất là nhìn tình hình mọi thứ một cách những cái chi tiết nhỏ nhất. Lá Temperance ở đây cho Kit thể hiện rằng là bạn các khía cạnh của các bạn là những cái người mà gọi là dung hòa được hai yếu tố này. Nếu các bạn đi chơi với một cái nhóm bạn mà nhóm bạn đó nó có vẻ là hiền hiền dịu dịu chà chiều chà chưa thì các bạn sẵn sàng nữ tính, sẵn sàng vui vẻ luôn. Nhưng mà đối với ví dụ những các bạn đi chơi với những cái nhóm bạn mà tiệc đêm tiệc tùng đó, các bạn quẩy hết mình, cho nên các bạn là một người mà cái thấy không thể thiếu trong cái đám đông, trong cái đám bạn của mình, có thể là nhân vật trung tâm, cũng giống như là mọi người luôn luôn là phải rủ bạn trước để xem là, hoặc là bạn là luôn luôn đưa ra những cái idea để đi chơi chẳng hạn. The Devil và Luck Queen of One ở đây nó cũng cho một cái năng về vẻ ngoài của các bạn á, các bạn nên hướng về những cái màu nổi bật. Kiết kỹ cảm nhận vậy nha. Trong ngày Noel này, lễ Giáng sinh này, nếu mà các bạn mặc những cái bộ đồ nổi bật á, vô đám đông là các bạn sẽ không bao giờ sợ bị lạc đâu. Và ngoài ra có cái lá sáu ly ở đây, cứ thấy là các bạn năng lượng trẻ trung vui vẻ lắm, kiểu như là có thể là trong cái Giáng sinh này các bạn sẽ gặp lại một người bạn cũ hoặc là một cái người yêu cũ, chắc không phải người yêu cũ đâu đồ vui thôi, hoặc là cái người mà mình các bạn tuổi thứ hai á, kiểu như là các bạn sẽ không yêu lại đâu, nhưng mà kiểu giống như là với những cái người tình cũ các bạn, cái những cái tương tác cũ các bạn kiểu như coi như bạn bè vui vẻ lắm, cũng không phải đặt nặng giận hờn gì dữ dội đâu. Cái thấy năng lượng rất là tốt thôi. Bây giờ là cái xin bắt đầu vào cái câu hỏi chính là ngày 24 tháng 12 tức là ngày lễ Noel này thì vũ trụ
sẽ tặng cho các bạn món quà gì ha? Ok, Skit sẽ xem trước bằng bộ Oracle này. Để xem thử rằng là các bạn ở tuổi thứ hai trong giai đoạn ngày Giáng sinh này thì vũ trụ sẽ tặng cho các bạn món quà gì nhé. Lên luôn. Passion and purpose. Motivation to work on meaningful project that dear to your heart. Khi thấy thế này nhé, có thể các bạn sẽ có một cái chuyến đi từ thiện, hoặc là có thể các bạn sẽ hoạt động, các bạn có thể sẽ đóng góp một cái từ thiện nào đó. Khi thấy các bạn ở tuổi thứ hai á, là những người có vẻ như là cho đi nhiều hơn là nhận nha. Cho đi đây cái cảm nhận là các bạn là rất là có một cái tấm lòng. Cái tấm lòng của các bạn kiểu giống như là thích làm thiện nguyện nhiều. Các bạn thích cho người khác nhiều hơn, tặng quà cho người khác. Nó giống như là một cái đam mê, hoặc cũng giống như là một nghĩa vụ của các bạn vậy đó. Giống như là thay vì câu hỏi là vũ trụ tặng món quà gì cho các bạn, thì khi thấy các bạn đã có sẵn cái món quà đó rồi, cái món quà về sự vui vẻ, yêu thương, sự dồi dào, và cũng như là thích cái sự bao dung, cái sự cho đi, các bạn thích cho đi nhiều hơn. Cho nên là các bạn vì rất là nhận nhiều mọi thứ trong cuộc sống này, cho nên các bạn muốn làm những cái điều nào đó chia sẻ tới với mọi người. Món quà mà các bạn nhận được đó chính là ngọn lửa đam mê bất diệt mà khó ai có thể có được như các bạn ở tuổi thứ hai. Các bạn không phải là những người rất là dễ bị buồn như là những cái bạn ở những cái tuổi khác đâu. Các bạn kiểu giống như là biết chuyển hóa năng lượng của mình, các bạn sẽ biết tìm niềm vui trong những cái nhỏ nhặt nhất. Các bạn không thích ở yên một chỗ để cho mọi thứ sắp đặt. Các bạn là những người tạo nên, kiến tạo nên, tìm ra idea, tìm ra những cái nơi mà mình muốn đi, những cái điều mình muốn làm để có niềm vui của mình. Cho nên cái thấy cái món quà lớn nhất ở đây là món quà về tinh thần, về lửa, về nhiệt huyết. Đó là sứ mệnh của các bạn ở tuổi thứ hai rồi, cho nên càng chia sẻ nhiều thì các bạn sẽ càng ngoài, vẻ ngoài của các bạn cũng là món quà mà được vũ trụ tặng, sự xinh đẹp, sự nhiệt huyết, sự nóng bỏng. Ước gì cái lựa chọn tuổi thứ hai, tại vì mà áo hồng chọn màu tuổi hai chứ nhân không, Kiết đã chọn tuổi ba. Hy vọng là có những cái thông điệp nào khác cho Kiết ha. Và bây giờ Kiết sẽ xem tiếp là vũ trụ sẽ tặng cho các bạn món quà nào nữa. Biển chiêu á mọi người. Hobbies. Có kết thấy các bạn sẽ được vũ trụ tặng cho những món quà về những cái sở thích của các bạn. Các bạn là những người có thể là những người thích on the stage, gọi là thích show off. Ở đây không phải là kiểu như là show off về cái mặt mà khoe mẽ đâu. Các bạn là những người được nên thể hiện cái sự nhiệt huyết của mình, thể hiện cái tài năng của mình ra cho thế giới đều biết bạn là ai. Vì hobby sẽ đây cho Kiết cũng cảm nhận rằng là vũ trụ sẽ cho bạn thực hiện được những cái điều mà bạn đang có nguyện vọng ngay cái lúc này. Cái thấy cái tủ thứ hai ở đây á, càng hướng mình về tinh thần, về tâm linh, càng hướng về cái sự tin tưởng, bạn sẽ được thực hiện hóa những cái ước mơ, những cái nguyện vọng của các bạn. Kit vừa trải bài ở đây thì Nha Trang là tới hôm nay ấy, nó không được nắng, nhưng khi trải bài tuổi thứ hai thì ánh nắng nó hiện lên, cho nên Kit thấy các bạn là những người rất ấm áp. Và khi Kit nói xong cái câu này thì ánh nắng nó dập tắt luôn rồi. Kit thấy cái sự ấm áp, cái ánh nắng sẽ là những cái điều rất là may mắn cho các bạn tuổi thứ hai. Cho nên các bạn nếu mà được ra ngoài nhiều, được đi đứng nhiều, được tắm nắng nhiều thì các bạn sẽ càng may mắn nhiều. Có thể cái điều mà các bạn nên mua cho mình là cái chai nước hoa chẳng hạn. Tự nhiên cái trên bàn có chai nước hoa mà nãy giờ cái đâu để ý đâu, thì có thể cái món quà tinh thần tốt nhất ở đây dành cho các bạn ở tuổi thứ hai có thể tặng cho mình một cái chai nước hoa, hoặc là ai đó sẽ tặng cho bạn một chai nước hoa. Vì bạn là một người rất có sức hút, nước hoa sẽ gia tăng cái năng lượng của các bạn, sẽ giúp cho các bạn có sức hút nhiều hơn, tỏa hương nhiều hơn, và các bạn sẽ cảm thấy mình vui vẻ may mắn nhiều hơn đó. Các bạn tuổi thứ hai nhé, nhớ cái để ý cái dữ liệu này nha. Tiếp theo cái sẽ sử dụng bộ này để xem thử rằng là trong ngày lễ Noel này thì có điều gì tới với các bạn hay không. Ui, một lá rớt luôn. Hình như không phải một lá mà hai lá hay sao á. Một lá thôi. Miracle, phép màu. Nếu bởi vậy Kiếp mới nói các bạn mà trông mong một cái điều nào đó, các bạn đang rất là mong muốn luôn. Các bạn đang có một cái nguyện vọng nào đó mà các bạn nghĩ có thể là về sức khỏe ha, có thể là bạn người thân hoặc là ai đó các bạn đang có vấn đề về sức khỏe, hoặc là cũng giống như là một cái trông đợi một cái sự nào đó về phép màu á, mà kiểu như các bạn đang hy vọng
rất là tập trung, rất là boost để mọi thứ của các bạn vào trong cái điều cái dữ liệu ấy, thấy các bạn sẽ được thực hiện hóa. Và cái Noel này nó là món quà mà các bạn được đền đáp lại do các bạn là những người luôn chia sẻ, luôn cho đi rất là nhiều. Và lúc này ngày ha và cái ngày lễ Giáng sinh, và đây là hình ảnh của Jesus, của Chúa Giêsu, những lời cầu nguyện của các bạn khi các bạn cần hướng những lời cầu nguyện của mình tới với tâm linh trực giác, tới với vũ trụ, thì bạn sẽ được vũ trụ cho bạn cái món quà ấy, ước muốn thành hiện thực. Cho nên các bạn hãy càng tin tưởng và cho đi nhiều hơn nha các bạn ở tuần thứ hai, để xem đó có phải là món quà về chuyện tình cảm hay không. Thì bây giờ Kiss sẽ check toàn bộ Roman Angel này để xem thử rằng là có phải là cái câu chuyện tình cảm mà các bạn đang thầm mong hoặc là có một cái nguyện vọng nào hay không nha. Kiss nghe có cái chữ kết hôn ở đây thì không biết nó như thế nào, thì thôi nghe vậy thì nói ra. Let go of control is suit. Không phải, sorry. Đúng rồi, let go of control is suit. Như thấy cái món quà về chuyện tình cảm ở đây là có thể là các bạn sẽ không phải bị động nữa trong chuyện tình cảm. Tụ thứ hai là người rất là chủ động, nhưng trong chuyện tình cảm thì khá bị động. Cho nên cái món quà ở đây là cái thấy á, nhưng mà cái sự let go control issue này có thể là cái một cái mong muốn nguyện vọng về cái một cái tương tác về chuyện tình cảm ở xa, và các bạn sẽ gặp nhau vào cái ngày lễ Giáng sinh này. Cũng là một cái món quà cái thấy có thể là các bạn bị động trên chuyện tình cảm, có thể là do về khoảng cách địa lý các bạn không có thể gặp được nhau. Cho nên là Giáng sinh này vũ trụ sẽ cho các bạn một cái lá là get into know each other. Các bạn sẽ có được một cái dịp gặp gỡ một cái đối tượng mà các bạn luôn mong muốn được gặp, được tái hợp vào cái ngày lễ Giáng sinh. Ok, bây giờ tôi sẽ xem bóc cho các bạn ở tụ thứ hai những cái trang giấy nha, để xem rằng là có những cái dữ liệu mà vũ trụ và các thiên thần muốn nhắn với các bạn ở tụ thứ hai hay không nhé. Ký có trên bàn tay này rất là nhiều luôn nha mọi người. Water, các bạn có thể thuộc những cái nhóm cung nước, hoặc các bạn nên uống nhiều nước để hạ nhiệt, và có thể là nên đi đi biển ha. Lover, ở đây các bạn có những cái trái tim rất là trong sáng, rất là nhẹ nhàng, rất là ngây thơ. Màu trắng cũng là một trong những cái sắc mà khi thấy rất là may mắn cho các bạn ở tuần hai. Rich, các bạn rất là giàu có. Giàu có ở đây không có nghĩa là về mặt tiền bạc, giàu có đây là ngoài việc vật chất, các bạn vẫn giàu có về tâm hồn, về cái sự cho đi. Đó là lý do tại sao bạn có tiền, có những cái chia sẻ, các bạn rất là thích chia sẻ và cho đi với mọi người, rất là thích tặng quà cho người khác. Lá tiếp theo là baby, nếu mà các bạn ở đây là những cái bạn mà đã có gia đình và trông đợi và những đứa đứa con, hoặc là có thể là mong muốn có những đứa trẻ, thì các bạn sẽ được gặp, hoặc là các bạn sẽ gặp lại một cái người bạn tri kỷ cũ mà lâu rồi chưa gặp. Crystal, các bạn nên có thể là kết nối tốt với những cái loại đá phong thủy ở đây nha. Crystal này, cho nên các bạn có thể là nếu mà muốn thiền định, muốn như thế nào, các bạn có thể kết nối với đá để cho gia tăng năng lượng của các bạn ở tuổi thứ hai. Camera chụp hình thôi, vui vẻ lên set đồ để chụp hình nha. Có Apple nữa. Có lẽ các bạn sẽ những người sẽ mua iPhone mới chẳng hạn, là món quà tự thưởng cho các bạn ha. Có cung song tử ở đây, có cái lá nước hoa. Hồi nãy mọi người nhớ không, Kit cái hình nước chai nước hoa nè, hồi nãy Kit mới nói các bạn nên mua nước hoa. Các bạn đây thích mua sắm đó, tụi hai thích mua sắm, thì Kit nói các bạn hãy nên sắm cho mình những cái chai nước hoa đây, rất là may mắn. Thông điệp lặp lại nha. Kit có lá painting, các bạn rất là yêu nghệ thuật, hồi họ vẽ tranh, có thể là vẽ một bức tranh nào đó chẳng hạn. Winter, mùa đông là cái mùa chắc chắn các bạn sẽ được thực hiện nguyện vọng, mà cái trả bài này mang tên là món quà vào ngày Giáng sinh nữa. Chắc chắn các bạn sẽ đạt được những nguyện vọng vào cái Giáng sinh này. Cho nên cứ luôn hy vọng và hãy gia tăng cái năng lượng của mình. Tập gym thôi. Ngoài cái việc gia tăng năng lượng, các bạn là những người có thể hành rất là quyến rũ nha. Gia tăng vào việc tập luyện sức khỏe, và cuối cùng kết có ngôi sao. Lá ngôi sao là lá the star cũng như là một cái hy vọng, các bạn hãy càng luôn luôn hãy luôn hướng nguyện về và cho đi nhiều hơn, và cái sự hy vọng, cái sự chờ đợi các bạn sẽ được thành hiện thực. Cho nên Kiss xin chúc mừng các bạn ở tuổi thứ hai, hy vọng những điều may mắn và kỳ diệu sẽ tới với các bạn vào dịp Noel này. Và nếu các bạn xem đúng cái trải bài này vào ngày Noel, thì Kiss Merry Christmas, chúc các bạn một mùa Giáng sinh ấm áp bên
bạn thân bạn và chính gia đình của các bạn nữa. Ok, và mọi người hẹn mọi người vào những cái trả bài tiếp theo. Nếu mọi người có yêu thích những cái trả bài này của Kit, mọi người có thể donate cho Kit qua tài khoản ngân hàng. Kit sẽ để cái link thông tin ở dưới cái phần comment nhé. Bye bye mọi người. Merry Christmas. Giáng sinh vui vẻ tới với các bạn ở tổ thứ ba. Những bài đã chọn cái lá bài này. Lá bài tổ thứ ba là mọi người đã chọn là lá này nhé và mọi người ơi. Và cái câu hỏi hôm nay chúng ta sẽ đặt cho vũ trụ là điều kỳ diệu hay là một cái món quà Giáng sinh nào sẽ tới với cho các bạn ở tổ thứ ba trong cái dịp cái mùa đông năm nay ha mọi người. Và bây giờ là trước tiên tới với trải bài á, thì Kiss sẽ check năng lượng cho mọi người ở tổ thứ ba trước. Để xem mọi người năng lượng đang như thế nào nha. Ở tổ thứ ba Kiss sẽ kết hợp hai bộ tarot với nhau luôn. Check năng lượng tổ ba trước nhé. Page of Swords. Học hỏi những cái mới. Ba lá King of Wands và có lá High Soul. Các bạn có nuôi thú cưng không? Nếu ai mà nuôi thú cưng ở đây á, thì rất là dễ thương. Năng lượng của thú cưng sẽ rất là tốt cho các bạn ha. Có cái lá tám xu, một cái năng lượng hướng về công việc nhiều. The Hierophant, học hỏi. Bởi vì Kiếp mới nói là các bạn sẽ học hỏi được rất là nhiều thứ. Các bạn cái năng lượng ở tuổi thứ ba là đang nâng cao năng lượng của mình lên rất là nhiều, và cái năng lượng và sự học hỏi rất là nhiều thứ. Có thể trong cái lúc này các bạn đang học, chuẩn bị học sang một cái mới. Mà Hierophant ở đây cũng cho Kiếp nhận định là các bạn là cái năng lượng của các bạn tăng rất là lớn luôn. Kiểu như là mọi người sẽ muốn nhận được lời khuyên từ bạn. Các bạn đã có một sự lực, một cái lực thu hút rất là nhiều từ các những người xung quanh. Cái thấy các bạn ở tuổi thứ ba này sẽ chuyên về những cái lĩnh vực mà gọi là về tinh thần, về khả năng phát triển cái tâm linh tiềm thức nhiều ha. Cho nên tuổi thứ ba nếu mà mọi người mà dạng như là nếu có kết nối tốt với những cái vật phẩm như là những cái loại đá sẽ rất là tốt cho cái năng lượng của các bạn. Hierophant ở đây cho cái cảm nhận cái năng lượng của các bạn trong cái lúc này, các bạn đang mong muốn được phát triển cái giọng nói của mình, phát triển cái tiếng nói của mình tới với những người xung quanh, và muốn đem những cái ngôn ngữ, những cái điều mà mình có được để chia sẻ cho những cái nơi mà các bạn đi, các bạn tới và những người tìm tới bạn ha. King of Wands ở đây cứ thấy là cái năng lượng rất là lớn từ gia đình linh hồn đang luôn và sẽ luôn ở bên cạnh và thắp lửa cho bạn. Hai xu ở đây cho Kiết cảm nhận rằng là nếu mà ở đây mà mọi người ở tổ thứ ba mà ai đang mong muốn mà có nuôi một thú cưng hoặc là kết nối với động vật sẽ rất là tốt cho các bạn nhé. Đó là cái năng lượng mà Kiết cảm nhận được ở tổ thứ ba trong cái giai đoạn các bạn đã nghe cái trả bài này. Và bây giờ Kiết sẽ tiếp tục đi tới với cái câu hỏi chính là cái món quà mà vũ trụ điều kỳ diệu nào mà vũ trụ sẽ gửi tặng cho các bạn vào ngày Giáng sinh năm nay. Stay strong in your faith. Các bạn đang thực hiện trên con đường thực hiện một cái việc mà các bạn rất là tin tưởng và các bạn sẽ đạt được. A positive outcome is dependent on you keeping a positive mindset. Khi thấy cái điều này đang dần tới rồi. Đây, một cái viên đá là Dolomite, một viên đá màu hồng. Khi thấy các bạn kết nối với đá rất là tốt nha, những cái viên đá màu hồng sẽ rất là tốt cho tinh thần của bạn, nó sẽ luôn tích cực. Ngoài ra cái luân xa con mắt thứ ba và kết nối với luân xa vương miện của các bạn đang kết nối rất là tốt và giúp cho các bạn đạt được những cái điều mà các bạn mong muốn. Khi thấy ở tuổi thứ ba này các bạn có mục đích rõ ràng về cuộc sống của mình và một cái ước mơ, một cái dự định các bạn đang đi, và các bạn đang có một cái niềm tin rất mạnh mẽ vào cái việc mà các tùy tình huống của mỗi người trong cái tuổi ba này. Vì ở đây là trả bài chung nha mọi người. Nhưng mà nếu mà mọi người đã câu hỏi rằng là liệu cái việc mà mình đang đi đó, đang phát triển, đang build up nó đem lại điều gì, thì vũ trụ đang nói là positive outcome, một cái kết quả tích cực cho hành trình của các bạn, một cái điều sang trang và giúp cho các bạn đạt được những cái nguyện vọng, cái mong muốn của mình, và các bạn đã và đang theo đuổi nó, và nó sẽ có một cái tín hiệu cực tốt trong cái giai đoạn Giáng sinh này. Kiếp thấy về một cái sự mà gọi là được nhiều người biết tới, được thu hút nhiều hơn, cũng là cái mà vũ trụ sẽ offer cho các bạn.
cho nên kiếp để lấy kiếp lấy năng lượng từ cái viên đá này nha. Màu hồng, những màu đỏ hoặc là những cái màu tươi sáng sẽ là một cái màu rất là tốt cho cái bạn tuổi thứ ba. Kiếp cảm nhận vậy và kiếp sẽ xem thử tiếp theo cái điều tiếp theo điều kỳ diệu một cái món quà vũ trụ mình gửi cho các bạn nhé. Relationship dynamics. Wow. Một cái tin vui cực lớn tới với các bạn ở tuổi thứ ba. Nếu mà ai vẫn chưa vừa nói tin vui cực lớn cái là nắng chiếu lấp lánh bên hiên nhà mọi người, nắng lên rất là lớn và biển rất là xanh. Vừa nói là relationship dynamic, một sự bùng nổ về chuyện một cái tương tác tình cảm, thì Kit cảm nhận được rằng là trong cái mùa đông năm nay, ai mà còn độc thân, ai mà đang chờ đợi một cái năng lượng twin flame của mình thì họ sẽ tới và đón các bạn đi. Bây giờ tự vừa nói đến twin flame không biết sao có ra cái dữ liệu đó, cho nên Kit sẽ sử dụng bộ twin flame này để xem riêng cho các bạn ở tuổi thứ ba. Các bạn tuổi thứ ba hơi bị lời đó, vì được thêm bộ bài với mọi người. Awareness, crystal clear vision, nó sẽ rất là rõ. Vừa mới cầm cái năng lượng của cái viên đá crystal vô thì lại lên cái lá là crystal clear vision, mọi người có thấy không? Dễ sợ ha. Cho nên Kiếp thấy á, rất là sáng, rất là rõ rồi. Cái món quà mà tuổi thứ ba sẽ nhận được trong mùa đông, trong Christmas này, đó là cái năng lượng về chuyện tình cảm. Một cái đối tượng sẽ tới với các bạn mà đúng là các bạn đã chờ đợi rất là lâu. Cái lá có thể các bạn sẽ gặp nhiều số lặp là 33, hoặc là vừa mới nói cái là có số 33 hiện trên màn hình, là con số rất là quan trọng. Và ở đây nó có một cái biểu tượng ở đây là một vòng xoáy, cho nên là rất là tập trung, cho nên là cái thấy là vũ trụ mọi thứ đang làm việc để cho cái divine timing này hiện hữu trong cái Noel này, trong cái dịp Giáng sinh này cho các bạn vào tuổi thứ ba. Nếu tuổi thứ ba trong cái Giáng sinh này vẫn chưa có xuất hiện cái đối tượng đó như các bạn nghĩ thì sau đó cũng sẽ xuất hiện, không sớm thì muộn, du di thôi, du di trong cái thời điểm đó thôi. Người này có thể là từ phương xa tới, cho nên các bạn hãy để ý cái dữ liệu đó từ vũ trụ nha. Ui, có ba lá lên cho nên là nhiều lá quá. Thôi cho nên là rớt lá nào mình coi lá đó nha mọi người. Thì không biết lựa chọn lá nào bây giờ. Thôi bây giờ chị sẽ lựa chọn rồi hai lá này. Look deeper and generosity. Cái thấy cái món quà tiếp theo ở đây á, là nếu mà nãy giờ mọi người có ai mà có suy nghĩ về cái việc tài chính vật chất, về công việc, về những cái định hướng á, thì cái thấy là generosity là cái sự rộng lượng. Cái thấy là các bạn sẽ nhận được một, các bạn là những cái người giống tổ thứ hai nhưng mà các bạn là có một cái nhìn xa hơn, look deeper, rất là nhìn xa trông rộng luôn. Cái món quà sắp tới đây là có thể là về cái sự tinh thần, về cái tinh thần lạc quan của các bạn. Có thể các bạn ở đây á, có thể là vừa trải qua những cái biến cố về chuyện tài chính công việc nhưng nó không là cái điều gì cả. Các bạn đã tập được cái sự mà bị lệ thuộc vào những cái vật chất chi phối rồi, cho nên Kiếp thấy ở đây cái món quà tiếp theo đó là về tài chính, về vật chất. Vì ở đây hồi nãy Kiếp có lên cái năng lượng của lá 8 xu, có thể là các bạn sẽ rất là dồi dào về chuyện vật chất trong cái ngày Noel này. Các bạn sẽ được tặng những món quà hoặc là những cái cơ hội công việc, những cái lời mời hợp tác sẽ tới với các bạn ở tuổi thứ ba sớm thôi. Nếu mà các bạn có mong muốn phát triển về khía cạnh năng lượng, về nghệ thuật, về làm nào đó, về cái khả năng ăn nói biết lách, về cái việc ca hát nhảy múa thì hãy nên thực hiện điều đó ha. Hãy nên, tại vì ở đây có cái lá là stay strong on your faith, stay strong in your faith. Các bạn có lòng tin, các bạn có một cái sự mà tài năng đó thì hãy phát triển nó như mọi người tuổi thứ ba. Rồi Kiếp sẽ xem cho các bạn về câu chuyện tình cảm. Bây giờ Kiếp sẽ bắt đầu quay lại focus vô cái đối tượng của các bạn tuổi thứ ba về relationship dynamic. Đó là cái điều mà các bạn luôn mong chờ và chờ đợi nhất nhé. Thật sự các bạn cũng không chờ đợi đâu, các bạn luôn biết sẽ có một điều nào đó diễn ra
chỉ cần nó đúng thời điểm thôi, divine timing. Tủ thứ ba, năng lượng và tình cảm. Hồi hộp hả mọi người? Vẫn chưa có cái lá bài nào cho Kiết được cái tín hiệu ở đây cả, cho nên Kiết sẽ tiếp tục xào khi mà Kiết có cảm nhận được cái tín hiệu. Vẫn chưa luôn á mọi người. Đây. Wow. Reconciliation. Một cái năng lượng của cái người trong quá khứ sẽ quay lại. Có hai trường hợp, nếu mà trong quá khứ ở đây mang một cái ý nghĩa là các bạn đã ngắt kết nối với nhau và lâu rồi vẫn chưa nói chuyện với nhau, hoặc là rất là sự các bạn đang trông mong vào một cái tương tác mà các bạn đã quen thuộc biết trước đó rồi, thì sẽ có một cái dấu hiệu về sự trở lại ở đây. Họ sẽ connect lại với các bạn. Đó là một món quà tốt mà. Và ngoài ra, nếu mà ở đây ai vẫn còn hoàn toàn độc thân, hoặc là giữa giữa hai trường hợp luôn, thì là cái người này cũng là một cái người có mang một cái năng lượng như kiếp nói twin flame, mà một năng lượng rất thân thuộc về những cái người mà trong tiền kiếp các bạn đã gặp nhau, thì họ sẽ có sự quay lại. Nhưng có thể là ở tổ thứ ba là các bạn đã gặp được cái tương tác này rồi, và họ sẽ có sự tín hiệu kết nối lại với các bạn vào tụ vào nhân dịp Giáng sinh này. Ok, bây giờ Kiết sẽ bóc thêm về con charm nhé. Bóc thêm charm giấy để xem cái dữ liệu tiếp theo có những cái dữ liệu gì cho cái tình huống này ở tổ thứ ba nhé. Ít thôi nhưng mà chất lượng. Hot. Các bạn ở tổ thứ ba Kiết thấy thế này nha. Chịu lạnh không dễ, không giỏi lắm, cho nên các bạn hãy luôn giữ nóng bản thân. Hot cũng có nghĩa rằng là có thể là có một vài cái vấn đề về sức khỏe, về cái cổ họng của các bạn, cho nên là hãy uống nhiều những cái nước ấm và trà gừng hay là những cái món nóng để giữ cổ họng của các bạn nha. Hot. Asian. Các bạn sẽ gặp một cái đối tượng này, và cái đối tượng này có thể là châu Á hoặc là những cái người gốc Á thôi. Có thể là hồi nãy cái có người từ phương xa thì cũng có thể là cùng chung gần gần ở nước mình thôi, hoặc là những cái người gốc châu Á ở các nước khác, nước bạn chẳng hạn ha. Asian có thể là họ có đôi mắt một mí sốt dễ thương, có một cái làn da rất là ngăm ngăm. Cũng có thể là cái người này trông rất là châu Á thôi, người này có thể là nuôi chó nữa, thích đội mũ. Hát cung nhân mã ở đây. Có thể cái đối tượng của các bạn sắp tới là cung nhân mã. Nhân mã cũng là một cái đối tượng rất là cảm với trao là mà rất là kết nối và rất là bất ngờ luôn á. Mọi người gọi là hết hồn. December tháng 12 này là các bạn sẽ gặp được cái người này, và hot cũng có cảm nhận bây giờ liên kết lại là thế này nè mọi người ơi, cái này là một câu vui thôi nha. Trong tháng 12 này các bạn sẽ gặp được một cái người châu Á rất là nóng bỏng, đội mũ, và tuyệt nhiên có thể người này là cung nhân mã, hoặc là cái năng lượng lửa nhân mã của họ rất là lớn. Wow, tự nhiên cái kết để trên bàn những cái lá chanh tự nó ghép thành nguyên một câu luôn, cho nên ở đây cũng lại cái năng lượng của King of One nữa. Vậy thì nó cũng là một cái điều rất đáng trông đợi mọi người ơi, cho nên mọi người cứ để xem sao, xem như thế nào ha. Cái người này nóng bỏng lắm nha, rất là hot luôn, hot Asian. Một người châu Á nóng bỏng có đội mũ nha. Người này có thể là đặc điểm là rất là thích đội mũ nha mọi người, hoặc là họ gặp bạn trong cái lúc mà họ đội mũ chẳng hạn, có thể là gặp nhau và hot cũng có cảm nhận. Có thể là các bạn sẽ gặp nhau vào buổi trưa, những cái buổi sáng có ánh nắng nhiều maybe. Ok, thì đó là cái những cái thông điệp mà Kiết cảm nhận được cho các bạn ở tuổi thứ ba. Thôi thêm coi thêm lá tình cảm mới đi, mình khuyến mãi thêm nha. Để xem thử rằng là tuổi thứ ba còn điều gì nữa không. Kiết tham lắm mọi người, tại vì charm của tuổi thứ ba ít lắm, nên lấy một lá đi. Let your friends have you. Trời, những cái lá này rớt ra luôn. Trời ơi mọi người, hồi nãy Kiết cho nó là past life relationship. Có những người trong quá khứ, có thể là các bạn sẽ gieo duyên gặp những cái người này trong những cái kiếp sống trước và rất là quen thuộc. Cái đây là có engage, một cái cam kết đợt này mà tới với các bạn xin chắc chắn là một cam kết vững vàng, cũng như là người này có những cái hứa hẹn rất là từ vũ trụ nha.
attraction, rất là thu hút nhau luôn. Và hồi nó liên kết với cái lá hot này, nóng bỏng, cho nên hai bạn có một tương tác về mặt thể xác, về mặt vật lý cực kỳ lớn. Và cuối cùng là chúng ta có cái là let your friends help you, thì có thể là nhờ bạn bè giúp đỡ, hoặc là cái môi trường mạng xã hội chẳng hạn, các bạn sẽ gặp được người này ha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người tụ thứ ba. Nếu mọi người có yêu thích cái trả bài này của Kiếp, mọi người có thể donate cho Kiếp qua tài khoản ngân hàng. Kiếp sẽ để thông tin ở dưới cái phần bình luận dưới đây, cái phần timestamp. Mọi người hẹn mọi người vào trả bài tiếp theo, và bye bye.